Thưa quý vị, sáng nay với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật hợp tác xã sửa đổi, thông qua luật phòng thủ dân sự và nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại buổi thảo luận, đại biểu cho rằng luật cần làm rõ vai trò nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở là lực lượng chỉ tham gia hỗ trợ cho các lực lượng chính quy. Mình là phải bám theo những quan điểm và nguyên tắc quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đấy, trong đó đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, lực lượng vũ trang là nòng cốt. Nhưng để đảm bảo an ninh trật tự nói chung ở tầm mức quốc gia, ở cơ sở là nhân dân. Cho nên lực lượng vũ trang đó gồm có quân đội, gồm có công an vẫn là lực lượng nòng cốt. Vì mình muốn có một cái lực lượng này mình đang gọi là lực lượng tham gia, đảm bảo tham gia mà hỗ trợ. Đấy, cho nên là mình vì muốn có lực lượng này cho nên hình như mình nâng cái vị trí vai trò nó lên lớn quá. Chỗ này phải điều chỉnh lại cho nó đúng tầm mức. Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ hơn về sự cần thiết có thêm một lực lượng bên cạnh các lực lượng chính quy. Cùng với đó, việc bố trí kinh phí trụ sở làm việc cho lực lượng này cũng cần phải quy định cụ thể hơn do đặc thù của nhiều địa phương không có hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Cái việc mà phân công đảm nhiệm cái lực lượng này, hầu hết các nhiệm vụ của nó là không rõ. Ở cái chỗ là chỉ là phối hợp, hỗ trợ và tham gia. Không đảm nhiệm được một cái nhiệm vụ nào chính, chưa đáp ứng được yêu cầu là tinh giản lực lượng. Sự cần thiết phải có cái lực lượng này, tôi nghĩ là cần có cái giải thích nó cụ thể hơn một chút. Không có tăng biên chế, nhưng mà nhà nước sẽ vẫn phải chi một cái khoản kinh phí để hỗ trợ cho lực lượng này. Ở một số địa phương giống như ở thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay ở huyện thì có hội đồng nhân dân thì có thể sử dụng được, chủ động được cái nguồn ngân sách của mình trong cái phần chi cho lực lượng an ninh cơ sở. Nhưng đối với lại quận và phường của thành phố Hồ Chí Minh thì không có hội đồng nhân dân. Cho nên khi cần chi cho lực lượng hoặc là một số cái nhiệm vụ đặc biệt cũng phải cần có cái dự toán, mà cái nguồn ứng trước cũng rất là hạn hẹp, đó là một cái khó khăn. Một số ý kiến đại biểu cho rằng tại các thành phố lớn hoặc các địa bàn có đông dân cư, khu công nghiệp, hiện nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được thuê từ các công ty an ninh. Đại biểu đề nghị cần xem xét và công nhận lực lượng bảo vệ này là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự thảo luật sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận cho ý kiến trong các phiên làm việc tiếp theo.